Thông tin từ Cục Thống kê Đồng Nai, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 9 tăng 1,13% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 tăng 4,31% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp nhất nhiều năm qua. Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp 9 tháng của năm 2023 trên địa bàn Đồng Nai của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng sản xuất, giá nguyên liệu vẫn cao. Một số doanh nghiệp phải sắp xếp lại sản xuất, cắt giảm lao động để duy trì sản xuất. Mặc dù trong tháng 9, một số doanh nghiệp đã ký được đơn hàng sản xuất mới, tuy nhiên lượng hàng chưa nhiều. Vì vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn 9 tháng và dự báo quý 4 năm 2023 tăng trưởng còn thấp. Dự báo cả năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đồng Nai chỉ tăng khoảng 5,73% so với năm ngoái, thấp hơn so với kế hoạch đề ra cho năm nay là tăng từ 7,5 đến 8%.